Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh AnhMin Audio. Ở cuối tập trước, ngay khi một luồng ý chí thần hồn của Ngũ Nhạc Minh Đế muốn chui vào bên trong cánh cửa bí mật của Cửu Minh Cấm Không Đại Trận để rời khỏi Tử Hải, thì đúng lúc này, trong Cửu Minh Cấm Không Đại Trận có một cổ lực lượng vô hình sinh ra, trực tiếp ngăn cản trước cánh cửa. Phịch một tiếng, Ngũ Nhạc Minh Đế như đụng trúng một bình chứng vô hình, cả người hung hăng bay ngược ra. Cái gì? Ngũ Nhạc Minh Đế lộ vẻ kinh nộ, kinh hãi nhìn lá chắn trước mắt. Sao lại như vậy? Tại sao trước cửa ngầm này lại có không gian chi lực ngăn cản? Không thể nào. Ám môn này năm đó ngoại trừ mấy người tứ cực đại đế chúng ta, căn bản không ai biết được. Ngũ Nhạc Minh Đế vừa kinh sợ vừa hung hăng đập tới, thần hồn của hắn hung hăng đụng vào không gian bình chướng, một cổ lực lượng vô hình từ trong Cửu Minh Cấm Không Đại Trận tràn ra, hóa thành một cổ lực lượng thần hồn kinh khủng, trong nháy mắt trói buộc hắn lại. Luồng lực lượng thần hồn này bản chất mạnh mẽ, thậm chí không kém gì tứ cực đại đế khác. Là ai? Là ai đang ngăn cản ta? Ngũ Nhạc Minh Đế ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong Cửu Minh Cấm Không Đại Trận, kinh sợ hỏi. Khà khà, Ngũ Nhạc Minh Đế, không thể ngờ nhiều năm không gặp mà ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Trước mặt bản đế cũng muốn thông qua cửa ngầm này rời đi, ngươi có phải quá ngây thơ không? Dù sao năm đó bản đế cũng có tham dự vào việc tạo ra ám môn này. Một tiếng cười lạnh như băng từ trong Cửu Minh Cấm Không Đại Trận truyền ra. Sau đó, Ngũ Nhạc Minh Đế liền nhìn thấy một cái bóng mơ hồ từ trong đại trận phóng ra. U Minh, là ngươi? Sao có thể? Nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia, Ngũ Nhạc Minh Đế lập tức phát ra tiếng gào thét kinh sợ, con ngươi trợn tròn. U Minh đại đế, khí tức này, ngươi không phải đã chết rồi sao? Bạn cũ, đã lâu không gặp, thật nhớ nhung. U Minh đại đế nhe răng cười một tiếng. Cửu Minh Cấm Không Đại Trận phát sáng, trong nháy mắt hình thành một cổ không gian chi lực khủng bố, trực tiếp bao vây thần hồn ý chí của Ngũ Nhạc Minh Đế. Ngươi, vì sao? Ngũ Nhạc Minh Đế kinh sợ lên tiếng. Lời còn chưa dứt, thì một đạo lôi quang chợt xuất hiện trước người hắn, chính là Tần Trần. Ánh mắt Tần Trần lạnh lùng, khoát tay, bàn tay lôi đình trực tiếp nắm lấy đạo ý chí thần hồn của Ngũ Nhạc Minh Đế, bóp vỡ ầm ầm. Trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết, ý chí thần hồn của Ngũ Nhạc Minh Đế trực tiếp vỡ nát, tan thành mây khói. Lực lượng thần hồn bổn nguyên tinh thuần trong đó được Tần Trần thu ngay vào trong thế giới hỗn độn. Đối với đạo thần hồn ý chí này của Ngũ Nhạc Minh Đế, Tần Trần không dám giữ lại, nhất định phải phá nát nó, bởi ai biết được Ngũ Nhạc Minh Đế thân là tứ cực đại đế còn có thủ đoạn gì. Khi Tần Trần làm xong tất cả, mấy bóng người trong Tử Hải lập tức phóng lên tận trời, chính là đám người Ma Lệ cùng Thạch Tượng Quỷ Tổ. Nhìn Tần Trần bóp nát thần hồn của Ngũ Nhạc Minh Đế ngay tại chỗ, khóe mắt Ma Lệ co giật, hắn chỉ lau đi máu tươi trên khóe miệng, không nói một lời, tựa như tự bế. Tiểu tử Tần Trần, thời gian không sai biệt lắm. Lúc này, giọng nói của U Minh đại đế cũng từ trong đại trận truyền đến. Chủ nhân, chúng ta có nên đi không? Thủy Mị đại đế nhanh chóng tiếp cận, sắc mặt khẩn trương, bọn họ đã lãng phí thời gian rất nhiều. Tần Trần, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Ma Lệ cũng vội vàng tiến lên, toàn thân hắn cực kỳ chật vật, khắp nơi đều là vết thương chồng chất, trông thật thê thảm. Ánh mắt Tần Trần lạnh lùng, khẽ lắc đầu, không được, còn chưa kết thúc, còn có những cao thủ các thế lực khác đang ẩn núp trong Tử Hải, bọn họ cũng biết một ít thứ, không thể để cho bọn họ sống sót. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong Tử Hải, nếu muốn bắt toàn bộ bọn họ, sợ là... Ma Lệ lo lắng nói. Ha ha, chính vì bọn họ tất cả đều ở Tử Hải nên mới dễ tìm. U Minh, ngươi thôi động Cửu Minh Cấm Không Đại Trận phối hợp với ta. Tần Trần ngữ khí lạnh lẽo, nói xong, hắn đột nhiên giơ nghịch sát thần kiếm trong tay lên, một luồng sát ý kinh khủng từ trong nghịch sát thần kiếm điên cuồng bao phủ. Ngay sau đó, từ trong thân thể Tần Trần, một dòng sông Tử Hải dài mênh mông quét ra, chính là lực lượng Tử Hải Trường Hà của nghịch sát thần đế. Toàn bộ Tử Hải truyền nhãn chi lực được Tần Trần triệt để dung nhập vào trong nghịch sát thần kiếm. Sau đó, Tần Trần thôi động nghịch sát thần kiếm, hung hăng đâm xuống Tử Hải phía dưới. Nghịch sát thần kiếm trong tay Tần Trần trong nháy mắt trở nên cao chừng vạn trượng, nghịch sát thần kiếm nguy nga như một cây cột chống trời, ầm ầm đâm vào chỗ sâu trong Tử Hải. Tử Hải, diệt! Theo tiếng gầm của Tần Trần, toàn bộ Tử Hải ầm ầm bạo động, Tử Hải khổng lồ chiếm cứ lãnh thổ mênh mông của Minh giới, trong nháy mắt như biển gầm, sôi trào lên. Sát ý ngập trời bắt đầu khởi động, cùng lúc đó, Cửu Minh Cấm Không Đại Trận trên đỉnh đầu mọi người cũng ầm ầm rơi xuống, cùng Tử Hải sôi trào trực tiếp dung hợp làm một. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn khắp Tử Hải. Mẹ kiếp, tiểu tử này quá tàn nhẫn, lần này phải tiêu diệt bao nhiêu cường giả Minh giới đây? Sau này ta xem chúng ta có nên khiêm tốn một chút, ở trước mặt ma đồ này khách khí một chút không? Vạn nhất chọc giận hắn rồi cho chúng ta nếm mùi thì sao? Trong cơ thể Ma Lệ, La Hầu Ma Tổ run rẩy nói, thật không ngờ, ta cũng coi như là viễn cổ thần ma trong vũ trụ sơ thủy, tồn tại vô pháp vô thiên, nhưng bây giờ nhìn thấy cử động của Tần Trần, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hừ, ngươi cảm thấy thủ đoạn của hắn rất hung ác sao? Ma Lệ lãnh đạm nói, ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Lập tức tiêu diệt toàn bộ cường giả trong Tử Hải. Những cường giả này đều là tồn tại siêu thoát cấp, yếu nhất cũng là nhị trọng siêu thoát, cường giả càng là nhân vật cự phách tam trọng siêu thoát, hơn nữa đều là một số Minh giới đại đế dưới trướng, cứ như vậy chết ở chỗ này, như là con kiến, thủ đoạn như vậy còn không ngoan độc sao? La Hầu Ma Tổ trừng lớn mắt, khó có thể tin nói, có chút không hiểu ý tứ của Ma Lệ. Ma Lệ lắc đầu, xem ra ta không đoán sai, sở dĩ ngươi cảm thấy Tần Trần tàn nhẫn, chỉ vì hắn tiêu diệt chính là cường giả siêu thoát, là dưới trướng của rất nhiều đại đế Minh giới mà thôi. La Hầu Ma Tổ ngẩn ra, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Ánh mắt Ma Lệ lạnh lùng, trong mắt ngươi, chỉ vì thân phận của bọn họ mới có chút kinh ngạc. Trên thực tế, nếu những quỷ tu trước mắt này chỉ là một số yêu thú, hoặc là một số quỷ tu phàm nhân, tâm thần của ngươi sẽ không có chút ba động nào. Ma Lệ quét mắt nhìn La Hầu Ma Tổ, Cũng giống như một người nếu giết chết mấy trăm đồng loại, vậy hắn sẽ bị coi là ác ma, nhưng nếu hắn dùng nước sôi giết mấy ngàn con kiến, căn bản sẽ không có ai để ý hành vi của hắn. Trên thực tế, ở thời đại viễn cổ, sinh linh ngươi diệt xác sợ là nhiều hơn mấy ngàn quỷ tu mà Tần Trần giết chết lúc này gấp mấy vạn lần. Chuyện này có thể so sánh sao? La Hầu Ma Tổ phản bác, những sinh linh hỗn độn mình giết kia căn bản không thể so sánh với những quỷ tu Tần Trần giết chết lúc này. Dù sao, Tần Trần giết chết chính là siêu thoát a. Sự bi ai của kẻ yếu, thời đại bi ai. Ma Lệ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn không cảm thấy Tần Trần làm có gì không đúng, những quỷ tu này đều là địch nhân, lúc trước cũng từng vây công bọn họ, giết cũng đáng giết, chỉ đáng tiếc duy nhất là bản nguyên những quỷ tu này đoán chừng đã mất. Trong lúc này, toàn bộ Tử Hải vẫn đang kịch liệt sôi trào, vô số tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi. Một lát sau, từng đạo thần hồn bổn nguyên từ trong Tử Hải chậm rãi phiêu đãng lên, đồng thời, trong những thần hồn bổn nguyên này còn có một số đại đế căn nguyên còn ẩn chứa một tia, chính là bản nguyên hình chiếu đại đế trong cơ thể bọn họ. Tần Trần, bây giờ chúng ta có thể đi rồi chứ? Ma Lệ nhanh chóng đi tới bên người Tần Trần, lo lắng nói. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng hắn mơ hồ có một cảm giác nguy hiểm, tất nhiên là có đại đế đang tới gần. Không vội, còn có một chuyện cuối cùng. Tần Trần lắc đầu. Còn chuyện gì nữa? Ma Lệ sắp phát điên. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Minh Cấm Không đại trận mênh mông. U Minh, giúp ta thu trận này vào trong thế giới hỗn độn. Dứt lời, Tần Trần giơ tay lên. Trong hư không, 9981 cây trận trụ Cửu Minh Cấm Không đại trận đồng loạt hiện lên, mỗi một cây đều cao ước vạn trượng, tỏa ra thần quang vô tận. Trong tiếng oanh minh kịch liệt, Tần Trần trùng kích dung hợp không gian chi tâm, vù một tiếng, 9981 cây cột trụ trong nháy mắt bị một cổ không gian chi lực khủng bố bao phủ lại. Hư không trong phương viên ngàn vạn dặm trực tiếp động lại, mọi người rõ ràng cảm nhận được trong hư không bốn phía phảng phất có lực lượng gì đó đang bị bốc ra từng chút một. Trước mắt bao người, tất cả trận trụ Cửu Minh Cấm Không đại trận kia đều trở nên trong suốt. Cuối cùng, oanh một tiếng, tất cả trận trụ đều trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Đại trận minh mông vốn đang bao phủ toàn bộ Tử Hải trong nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Vách ngăn bao phủ Tử Hải trói buộc trăm triệu năm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trên không Tử Hải cũng là một mảnh bình lặng, trong lúc hành tẩu không còn nửa điểm ngăn cản. Vậy trận pháp đại đế bị tiểu tử này thu sao? Cách đó không xa, Ma Lệ chớp chớp mắt, não bộ choáng váng, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Quá tàn nhẫn, quá ác độc, Ma Lệ thầm nghĩ. Vốn lần này cắn nuốt căn nguyên của Thạch Hoang đại đế, một hơi bước vào cảnh giới chuẩn đế, Ma Lệ tự cho là thu hoạch to lớn, rất hưng phấn và kích động, nhưng bây giờ nhìn thấy thu hoạch của Tần Trần, Ma Lệ liền tự thấy xấu hổ. Căn nguyên của hai đại tứ cực đại đế, còn có rất nhiều bổn nguyên cường giả trú đóng cùng bản nguyên của đại đế chiếu ảnh phân thân, cuối cùng lại thêm Cửu Minh Cấm Không đại trận này. Trong lúc nhất thời, Ma Lệ chỉ cảm thấy mình thê thảm vô cùng, bị thương nặng nhất, chịu đòn hiểm nhất, nhưng lại thu hoạch ít nhất, sao có thể không thảm? Tần Trần đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Ma Lệ, hắn nhìn Cửu Minh Cấm Không đại trận xuất hiện trong thế giới hỗn độn, nội tâm hiện ra một tia vui sướng. Có đại trận này, ta xem như có thêm một lá bài tẩy, sau này cho dù gặp phải cường giả đại đế chân chính cũng có thủ đoạn tự vệ nhất định. Khóe miệng Tần Trần nhếch lên nụ cười. May mắn là có U Minh đại đế, nếu không có U Minh đại đế khống chế Cửu Minh Cấm Không đại trận như thế chỉ dựa vào chính hắn chưa hẳn có thể dễ dàng thu hồi. Làm xong tất cả, thân hình Tần Trần nhoáng một cái, thu hồi đám người Thủy Mị đại đế, quay đầu nhìn về phía Ma Lệ, hắn hỏi, "Ma Lệ, ngươi muốn tiến vào thế giới hỗn độn của ta không?" Ma Lệ đã sớm biết Tần Trần có một thế giới thần bí, không chút do dự đồng ý, trực tiếp bị Tần Trần thu hồi. Ma Lệ lập tức xuất hiện trong thế giới hỗn độn. Cuối cùng cũng an toàn rồi, trên mặt Ma Lệ lộ ra nụ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không tiến vào, hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của tứ cực đại đế, ở đây, hắn hoàn toàn có thể thoải mái hơn. Lúc này, ở ngoài thế giới hỗn độn, tại Tử Hải, Tần Trần không lập tức rời đi mà quét dọn chiến trường một chút, sau đó thân hình mới nhoáng một cái, nhanh chóng rời khỏi Tử Hải. Nghịch sát thần đế tiền bối, ta nhất định sẽ trở về. Tần Trần quay đầu nhìn về phía Tử Hải, đột nhiên dẫn động không gian trong thế giới hỗn độn. Thân hình của hắn trực tiếp trốn vào hư không, cả người chợt biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào tạo nghệ không gian của bản thân, hắn chưa chắc có thể tránh thoát suy tính của tứ cực đại đế, nhưng sau khi dung hợp không gian, Tần Trần tin tưởng, cho dù là cường giả như tứ cực đại đế muốn nhìn ra dấu vết hắn rời đi, suy tính ra vị trí của hắn cũng cực kỳ khó khăn. Tần Trần ở trong không gian loạn lưu phi tốc bỏ chạy. Mà sau khi Tần Trần rời khỏi Tử Hải không bao lâu, thì một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên phủ xuống Tử Hải. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc chạy tới, là ai? Ai dám to gan phá hư phân thân hình chiếu của lão tử, lăn ra đây cho lão tử. Sau khi bóng người khủng bố này hàng lâm Tử Hải, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa sôi trào lên, sát ý cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông trùng thiên, trực tiếp tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là một vị cường giả thân hình khôi ngô, toàn thân giống như thiết tháp, da thịt không giống với quỷ tu khác ở minh giới khắp nơi đều là tử vong chi lực, mà là một loại đường vân ẩn chứa khí tức thái cổ, tỏa ra thần quang vô tận, chính là Thạch Hoang đại đế. Nhưng mà sau khi hắn đi vào Tử Hải, cả người trong nháy mắt choáng váng. Tử Hải trước mắt hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều gió êm sóng lặng, căn bản không có chút dao động chiến đấu nào. Không thể nào, trận chiến kết thúc nhanh như vậy sao? Trong lòng Thạch Hoang đại đế trầm xuống. Hắn đã chạy tới trước tiên, có ai còn nhanh hơn hắn? Thập Điện Diêm Đế hay là Ngũ Nhạc Minh Đế? Không thể nào. Thực lực Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế mặc dù vượt xa hắn, nhưng nói về tốc độ, hắn so với hai người đã sớm xuất phát lâu như vậy, không nên rơi vào sau hai người. Đáng chết, Tử Hải này ẩn chứa một bí mật thượng cổ của minh giới, không được, quyết không thể tay không mà về. Thạch Hoang đại đế điên cuồng xông vào Tử Hải, chạy tới chỗ chiến đấu lúc trước. Nhưng điều làm hắn thấy kỳ lạ chính là trên không trung của Tử Hải hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa Cửu Minh Cấm Không Đại Trận bao phủ bên ngoài Tử Hải cũng hoàn toàn biến mất. Không thể nào, tại sao ngay cả Cửu Minh Cấm Không Đại Trận đều biến mất? Còn nữa, khí tức phân thân của ta làm sao cũng hoàn toàn không có? Không phải là vẫn lạc sao? Trước đó xảy ra chuyện gì? Thạch Hoang Đại Đế đi vào chỗ chiến đấu lúc trước, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, căn bản không nhìn ra nửa điểm vết tích. Chẳng lẽ ở trong Tử Hải? Thạch Hoang Đại Đế trong lòng hơi động, vội vàng muốn chìm vào Tử Hải, chỉ là hắn còn chưa kịp động, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy ở xa xa phía chân trời, hai cổ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng hàng lâm. Đáng chết, Thập Điện Diêm Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế sao lại tới nhanh như vậy? Sắc mặt Thạch Hoang Đại Đế biến đổi dữ dội. Sở dĩ hắn vội vàng chạy đến đây là muốn đến trước Thập Điện Diêm Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế để có thể đạt được lợi ích trong Tử Hải, nhưng nào ngờ khi đến nơi chẳng thấy gì, trong khi hai vị đại đế kia lại đuổi theo quá nhanh, dù có bảo vật gì thì e rằng cũng không còn phần của hắn nữa. Đáng chết, đáng chết! Sắc mặt Thạch Hoang Đại Đế tái xanh, phải trốn thôi. Nghĩ vậy, thân hình Thạch Hoang Đại Đế lóe lên rồi chìm thẳng xuống Tử Hải, toàn thân hắn lập tức hóa thành một tảng đá khổng lồ nằm im dưới đáy biển, không một tiếng động. Chỉ một lát sau khi Thạch Hoang Đại Đế lẫn vào Tử Hải, hai luồng khí tức kinh khủng giáng xuống không trung phía trên. Đó là hai bóng người nguy nga, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố, ẩn chứa quy tắc chí cao vô thượng của minh giới. Ngay khi họ xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh Tử Hải đều sôi trào dữ dội, trong hư không vô tận đang sôi sục, hai bóng người như hai vị thần tỏa sáng rực rỡ. Cửu Minh Cấm Không Đại Trận đã biến mất và cả hai đạo hình chiếu phân thân của chúng ta cũng không còn. Một người lên tiếng: ai dám cướp đi Cửu Minh Cấm Không Đại Trận, lại còn dám diệt hai đạo hình chiếu phân thân của chúng ta? Thập Điện Diêm Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế vừa hạ xuống đã quét mắt nhìn khắp bốn phía, trong đôi mắt họ có vô tận sinh tử chi lực đang lưu chuyển, như thể có thể nhìn thấu thiên địa luân hồi, quy tắc biến thiên và vạn vật trầm luân, hết thảy đều không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của họ. Rồi ánh mắt của họ dừng lại ở mặt Tử Hải phía dưới, dường như cảm nhận được điều gì đó khiến đồng tử của cả hai người bỗng co rút lại. Thập Điện Diêm Đế hừ lạnh một tiếng rồi phóng một quyền xuống mặt Tử Hải. Một quyền đánh xuống, Tử Hải lập tức nổ tung, tạo thành một vực sâu khổng lồ. Một cổ lực lượng khủng bố đủ để hủy diệt thiên địa vạn vật xuyên qua xuống, đập mạnh vào tảng đá cổ xưa dưới đáy biển. Tảng đá bị đập rung chuyển dữ dội, dưới lực đòn trùng điệp, chát một tiếng, tảng đá như sắp vỡ nát, có thể thấy rõ một vết nứt hư vô mơ hồ xuất hiện trên bề mặt. Hả? Còn giả bộ sao? Thập Điện Diêm Đế nheo mắt lại, khóe miệng phát họa nụ cười lạnh đầy sát ý, nắm tay phải của hắn lại ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đánh tiếp. Khoan đã, đừng đánh nữa, ta ra còn không được sao? Tảng đá rung rẩy một hồi rồi lập tức biến trở lại thành Thạch Hoang Đại Đế, hắn bay vút lên không trung, trở về phía trên Tử Hải. Thạch Hoang Đại Đế, sao ngươi lại ở đây? Thập Điện Diêm Đế gằn giọng hỏi, hơn nữa còn hóa thành đá ẩn nấp trong Tử Hải này. Nói, lúc trước nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Thập Điện Diêm Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lẽo, sát ý sôi sục bao phủ lấy Thạch Hoang Đại Đế. Ta cũng vừa mới đến đây, chẳng biết gì cả. Thạch Hoang Đại Đế vội vàng đáp. Ngươi không biết? Thập Điện Diêm Đế cười lạnh, không biết thì tránh cái gì? Xem ra không cho ngươi nếm chút đau khổ, ngươi sẽ không chịu nói thật. Hắn vung tay, ầm một tiếng, hư không trực tiếp tối sầm lại. Trong thiên địa, một bàn tay khổng lồ hiện ra, trong nháy mắt đã chộp tới trước mặt Thạch Hoang Đại Đế. Mẹ kiếp, ta đã nói ta chẳng biết gì cả! Thạch Hoang Đại Đế nổi giận gầm lên, vù một tiếng, từ trong cơ thể hắn, một cổ khí tức cổ xưa bùng phát ra, va chạm với bàn tay khổng lồ của Thập Điện Diêm Đế. Hư không sôi trào, hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm khiến toàn bộ thiên địa nứt ra từng khe hở. Bịch một tiếng, Thạch Hoang Đại Đế bị đánh văng ngược ra, rơi thẳng xuống Tử Hải rồi lại bắn vọt lên, tạo thành những đợt sóng cao vạn trượng. Đáng giận! Thạch Hoang Đại Đế bay vụt lên từ Tử Hải, quần áo toàn thân rách nát, sắc mặt tái xanh, hắn giận dữ hét lớn, Thập Điện Diêm Đế, bản đế thật sự vừa mới đến đây, chẳng biết gì hết. Còn dám cãi? Ánh mắt Thập Điện Diêm Đế lạnh lùng, bước tới một bước, bàn tay to lại vươn ra chộp về phía Thạch Hoang Đại Đế. Năm ngón tay của hắn mở ra, mỗi ngón đều phóng ra vô tận cầu vồng đen kịt, bàn tay xám xịt hạ xuống, bao phủ sinh tử chi lực trong phạm vi ngàn vạn dặm, tạo thành một nhà tù hư không kinh khủng. Chết tiệt! Thạch Hoang Đại Đế cảm thấy toàn thân không thể cử động, như bị nhốt trong một khối thủy tinh đông cứng, hoàn toàn mất kiểm soát. Mẹ kiếp, ta đã nói chẳng biết gì cả, nếu ngươi muốn giết ta, lão tử liều mạng với ngươi! Thạch Hoang Đại Đế nổi giận gầm lên, thân hình hắn bỗng phình to, trong chớp mắt hóa thành một viên minh thạch cổ xưa đen kịt. Khi minh thạch xuất hiện, ầm một tiếng, toàn bộ thiên địa bùng phát vô số khí tức cổ xưa, bầu trời trên cao tối đen như mực, tựa như tận thế đang ập đến. Từng đạo khí tức đại đạo của minh giới cổ xưa tỏa ra từ minh thạch đen, chấp chưởng vạn cổ, náo động thời đại. Ngay sau đó, vô số phù văn cổ xưa từ minh thạch tỏa ra như sao băng, va chạm với bàn tay khổng lồ của Thập Điện Diêm Đế. Trời long đất lở, dưới cú va chạm này, đá vỡ trời kinh, tiếng nổ điếc tai khiến Tử Hải trong phạm vi ngàn vạn dặm đều sôi trào dữ dội. Thạch Hoang Đại Đế cảm nhận một lực lượng không thể chống đỡ ăn mòn thân thể hóa thành cự thạch của mình. Thân hình hắn bay văng ra xa vạn trượng mới dừng lại được trong hư không. Vừa dừng lại, hư không phía sau lưng hắn vỡ nát, tạo thành một vực sâu kinh khủng. Trên thân thể hắn cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ khiến người nhìn phải giật mình. Hừ, minh thạch thái cổ quả nhiên không dễ phá vỡ. Thập Điện Diêm Đế cười lạnh, đáng tiếc, nếu chọc giận bản đế, vẫn có thể đánh nát ngươi. Hắn bước tới một bước, ầm một tiếng, hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm lại sôi trào dữ dội, khiến người ta phải khiếp sợ. Mọi người mau đến xem, Thập Điện Diêm Đế giết người đây! Thạch Hoang Đại Đế hóa thành nhân hình phóng lên trời, khí tức cổ xưa tràn ngập không gian. Trong phút chốc, rất nhiều cương vực gần Tử Hải của minh giới đều vang vọng tiếng hét của hắn. Các vị mau đến chứng kiến, Thập Điện Diêm Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế muốn giết người. Bản đế đã sớm nghi ngờ năm xưa cái chết của Minh Nguyệt Nữ Đế có liên quan đến hai kẻ này, giờ xem ra quả không sai, bọn chúng vô cớ động thủ với bản đế. Bọn chúng đã không cần giữ thể diện nữa, muốn thống nhất minh giới, bắt các đại đế khác làm chó cho chúng. Âm thanh của Thạch Hoang Đại Đế vang vọng khắp nơi, dẫn động đại đạo minh giới, chấn động vô số cương vực. Thạch Hoang Đại Đế này, sắc mặt Thập Điện Diêm Đế đột nhiên biến đổi, xanh mét. Cùng lúc đó, trên chân trời mênh mông ngoài Tử Hải, từng luồng khí tức cổ xưa chậm rãi hiện ra. Trên bầu trời minh giới, mơ hồ xuất hiện nhiều đôi mắt cổ xưa, xuyên qua thiên địa đại đạo, tập trung về phía Tử Hải. Đó là các đại đế khác bị tiếng kêu của Thạch Hoang Đại Đế kinh động. Thần thông đại đế, một niệm vạn dặm, dù cương vực minh giới mênh mông vô tận, ngay cả đại đế cũng không thể dễ dàng đi qua, nhưng chỉ cần ngưng tụ lực lượng để quan sát một nơi nào đó, miễn là không có chướng ngại đặc biệt, trong tình huống bình thường ít nhất cũng có một số đại đế sẽ nhìn thấy. Vùng Tử Hải này rất đặc biệt, không ít đại đế đều có nơi đóng quân ở đây, trong cơ thể họ đều có hình chiếu đại đế. Giờ đây hình chiếu bản nguyên đã tiêu tán, mất đi sự che chắn của Cửu Minh Cấm Không đại trận, tự nhiên bị nhiều đại đế cảm ứng được. Họ liền từ các cương vực xa xôi phóng ánh mắt tới, tập trung về nơi này. Lúc này, khi thấy Thập Điện Diêm Đế động thủ với Thạch Hoang Đại Đế, những vị đại đế này đều kinh ngạc, thần sắc biến đổi. Sở dĩ Tứ Cực Đại Đế có thể thống lĩnh cương vực mênh mông của minh giới, tất cả đều nhờ họ thể hiện sự công bằng. Thời viễn cổ, minh giới náo loạn, các đại đế chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, tử thương thảm khốc, toàn bộ minh giới hóa thành luyện ngục. Sau đó Tứ Cực Đại Đế trổ hết tài năng, từ trong vô số đại đế hoành không xuất thế, dẹp yên náo động, giết ra một mảng thiên địa, trấn giữ bốn phương, trở thành những tồn tại tối cao vô thượng của minh giới. Tuy được nhiều đại đế kính ngưỡng nhưng cũng bị vô số người kiêng kỵ. Để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn, Tứ Cực Đại Đế đã lập ra quy củ, nếu đại đế bình thường không đắc tội với Tứ Cực Đại Đế thì bốn vị này không được tùy tiện động thủ. Chính nhờ quy củ này mà minh giới mới có thể duy trì ổn định dưới sự khống chế của Tứ Cực Đại Đế bấy lâu nay. Nhưng giờ đây Thập Điện Diêm Đế lại tùy tiện động thủ với Thạch Hoang Đại Đế, tự nhiên khiến vô số đại đế nghi kỵ. Thập Điện Diêm Đế, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao phân thân của bản đế trong Tử Hải biến mất và thuộc hạ của bản đế cũng đều mất tích? Rốt cuộc là có chuyện gì? Từng luồng khí tức cổ xưa truyền đến, dù bản thể các đại đế không thể đến ngay được, nhưng ánh mắt và khí tức của họ đã xuyên qua cương vực vô tận của minh giới để tra hỏi khí tức của nhiều đại đế như vậy. Lúc này, trong một khoảng hư không cách Tử Hải ngàn vạn dặm, Tần Trần đang bay vút qua hư không loạn lưu. Đột nhiên, hắn nghe được âm thanh đại đạo của Thạch Hoang Đại Đế, đồng thời cảm nhận được từng luồng khí tức đại đế mạnh mẽ ngang dọc thiên địa, khiến lòng hắn giật thót. Tần Trần tiểu tử, đừng lo lắng, giọng U Minh Đại Đế bỗng vang lên đầy tự tin, bọn chúng không phát hiện được chúng ta đâu. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.